Sau 30 phút transit ở sân bay Bukittinggi, thủ đô Phnom Penh, Cambodia, rồi chúng tôi lại tiếp tục check-in để đáp chuyến bay đi thủ đô Viêng Chăn, Lào một lần nữa. 30 phút đủ để uống ly nước, ăn miếng khoai tây chiên, tiếp tục hành trình. Welcome to Lào.